thập nhị tuế khôi khai lưỡng quốc, vạn niên thiên tuế, lập tam tài. Nghĩa là 12 tuổi khai khoa hai nước, nghìn năm ghi mãi chữ tam tài. Hiện tài là nguyên khí quốc gia, đất nước được cường thịnh là do có những nhân tài giúp sức. Hùng Thiêng Sử Ký xin được nói về trạng nguyên trẻ tuổi nhất nước Nam ta, Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền quê ở Dương A, huyện Thượng Nguyên, Phủ Thiên Trường, sau đổi là trấn Sơn Nam Hạ, nay thuộc huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Thuở nhỏ, ông học thông, viết thảo được mọi người quý mến. Từng truyền, khi lên 10, gia đình cho ông đi học sư trụ trì chùa Hà Dương ở làng Dương A, học về chữ nho. Lúc đầu, vào học, sư mới viết được 10 trang giấy, hiền liền đọc được ngay như người đã từng đi học rồi, sư cụ lấy làm lạ. Một đêm, sư cụ nằm mộng, thấy Phật của rằng Trạng huyền mỗi lần vào chùa thường nghịch ngợm, sau nhà người không gian đè, ngăn chặn. Sư tỉnh dậy, đốt đuốc khắp chùa, thấy sau lưng các pho tượng đều có viết chữ phạt 30 roi. Riêng hai pho hộ pháp ghi phạt 60 roi, sư nhận ra ngay chữ của Hiền. Một hôm, sư lên lớp, bèn lấy một câu trong sách, kính quỷ thần mà phải lánh xa, mà dặn Hiền rằng Phật tức quỷ thần, trò không được nhạo báng. Hiền liền nhận lỗi và tự lau sạch những chữ mình đã viết. Từ đó, Hiền càng chăm chỉ học tập, học đến đâu, nhớ đến đấy, xuất khẩu thành chương. Năm 11 tuổi, tính tâm Hiền đã lừng lẫy ở Kinh Đô và được mệnh danh là Thần Đồng. Bấy giờ, có người họ đặng, tự thấy mình đã đọc hết các sách, nghe tính tâm của Hiền, muốn đến tử tài văn bút, liền tìm đến nhà Hiền và lấy đầu đề theo bài phú Phượng Hoàng Xảo A, Kỳ Lân Du Úc khách gia hạn số câu và mỗi câu đều có tiếng chỉ về một loài cầm thú hiền ứng khẩu đáp ngay rằng phi long kiên triệu mã bất xuất hà ý bỉ hữu hùng chi thế ấp vu duyên lộc chi a à. nghĩa là rồng không bay lên nơi ao hồ ngựa không từ sông phi ra đẹp thay đời có họ hữu hùng làm nhà ở nơi duyên lộc người họ đạt hết sức thán phục và tấm tắc khen Thiên tài, thiên tài. Năm ấy, Hiền thi Hương Đỗ Đầu Giải Nguyên vào năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 16, tức năm 1247, vua Trần Thái Tông trọng Hiền tài, chiếu đãi kẻ sĩ, vua cho mở khoa thi lớn. Nguyễn Hiền mới 13 tuổi, về kinh ứng thí và lập tức lấy đỗ Trạng Nguyên. Đây cũng là khoa thi nho học đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đặt ra danh vị Tam khôi, bao gồm Trạng Nguyên, Bạch Nhãn và Thám Hoa. Khóa thi này, ngoài Nguyễn Hiền Đỗ Trạng Nguyên còn có hai người khác đỗ cao và cũng có cùng một điểm chung, đó là họ đều còn rất trẻ tuổi. Người đỗ thứ hai chính là Lê Văn Hưu, Bạch Nhãn 18 tuổi và Đặng Ma La Thám Hoa 14 tuổi. Chúng ta ít gặp nhiều tài liệu viết về Thám Hoa Đặng Ma La, nhưng tên tuổi của Lê Văn được rất nhiều sử sách ghi lại. Lê Văn Hưu là một nhà sử học đời nhà Trần, tác giả bộ Đại Việt Sử Ký, bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam. Về trạng nguyên Nguyễn Hiền, tuy còn nhỏ tuổi, song phong thái tự nhiên, đĩnh đạc, đối ứng rất trôi chảy. Thật ngạc nhiên, vua Trần Thái Tông mới tò mò hỏi vị Tân Khoa, trạng nguyên học ở đâu? Trạng Hiền quỷ tâu, thần xin tâu bệ hạ, thần chỉ học thần, và thỉnh thoảng có hỏi sư ông ở chùa làng thêm đôi ba chữ. Vua thấy trạng Hiền nói năng không vừa ý, lại có vẻ kiêu căng không được vừa lòng nên chuyển phán buộc trạng trở về học lễ nghĩa thêm. Trạng hiền vì thế chưa được ban áo mũ. Trạng hiền về quê, ngày ngày đọc sách nhưng vẫn ham chơi bời. Thường lúc rỗi rãi vẫn cùng trẻ con cùng lứa chơi khăng, thả diều. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng ghi chép lại sự kiện này. Năm chính bình thứ 16, vua Trần Thái Tông ngự ở Sân Đình, gặp các vị tân khoa đỗ cao trong kỳ thi. Thấy Hiền tuy còn nhỏ tuổi, chưa rõ phép tắc lễ nghĩa nên chưa ban mũ áo, chỉ cho người hộ tống về quê để học thêm phép tắc. Một lần, sứ nhà Nguyên sang nước ta, nghĩ rằng Đại Việt không có người tài, lại tỏ ra mình hiểu biết hơn người nên không coi ai ra gì. Ý đưa ra một con ốc xoắn nhờ sâu qua ruột nó một sợi chỉ mảnh. Viên sứ ngây ngang cho biết, được như vậy ta mới chịu vào thành. Biết rõ viên sứ muốn thử tài của quân dân Đại Việt, vua trần thái tông bèn truyền cho các quan tìm cách sâu thử các vị hết cố sỏ chỉ thổi hơi thậm chí bôi sáp cho cứng chỉ để đặng dễ sỏ ốc cuối cùng vị nào cũng loay hoay và đành lắc đầu chợt có người mách vua hỏi thử trạng nguyên nguyễn hiền vua sực nhớ tới bèn lập tức cử người đi hỏi trạng viên quan được giao việc về xã dương nga gặp ngay một đám trẻ chăn trâu nghịch đất đầu làng thấy trong đó có một cậu bé mặt mũi khôi ngô đang bày cho lũ bạn đắp một con voi bằng đất mà tứ chi lẫn tai voi có thể ngoe nguẩy cử động được nhìn kỹ hóa ra chân voi đặt trên lưng con cua đuôi voi là con run tai là cánh bướm voi là con đĩa gắn vào sứ giả đồ chừng đó là trạng hiền bèn buông một vế đối thăm dò xem có đúng phải trạng nguyên không thực ra vị quan này nghe danh tiếng của trạng nguyên nguyễn hiền đã lâu nhưng chưa gặp mặt ông mượn dịp này để mắt thấy tai nghe vị quan ra vế đối tự là chữ cất rằng đầu tử là con con ai con ấy cậu bé nghe được không ngước mặt lên cũng thủng thẳng buông một câu vu là trưng bỏ ngang lưng đinh là đứa đứa nào đứa này về câu đối của viên quan nọ Chú ý của ông này xuất một vế đối theo lối chiết tự chữ hán chữ tự có hai bộ phận trên như cây rằng say dưới là chữ tử để nguyên tự có nghĩa là chữ, bỏ răng trên còn lại chữ tử nghĩa là con và gắn luôn vế đối với vế nôm thành một câu hỏi nửa chữ, nửa nôm. Câu hỏi cũng có sắc thái của người trên hỏi kẻ dưới. Thấy đối phương ra vế đối như vậy, chẳng Hiền cũng đối lại bằng cách chiết tự kết hợp với một phần nôm. Chữ vu là trưng có hai nét ngang và một nét móc. Bỏ nét ngang ở dưới thành chữ đinh, nghĩa là đứa. Đi với đứa nào, đứa này là một vế đối rất chỉnh và có phần sất sược nhận câu đối lại viên quan không hề tỏ ra giận dữ mà trái lại rất vui mừng vì đích thực đây chính là trạng nguyên nguyễn hiền ông ta bèn xuống ngựa truyền lại ý vua vời trạng về kinh nhưng trạng hiền không chịu viện lẽ rằng trước vua cho trạng kém lễ buộc về nhưng lần này vua cho vời trạng lên lại cũng không giữ đúng lễ viên quan không biết làm thế nào phải trần tình đầu đuôi chuyện sứ giả nước ngoài đưa câu đố mà chưa ai giải được trạng hiền nghe biết chỉ cười trở lại với đám trẻ chăn trâu chờ cho viên quan lên ngựa đi một đoạn trạng mới xui đám trẻ cùng hát tích tịch tang tích tịch tang bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng bên thì lấy giấy mà bưng bên thì bôi mỡ kiến mừng kiến sang tích tịch tang tích tịch tang viên quan nghe nhầm thuộc lời ấy biết trạng đã chỉ ra cách giải vui vẻ ra về ngay sau khi đối đáp được sứ thần trung hoa vua trần thái tông ra lệnh cho quân lính mang mũ mão trạng nguyên về tận quê của nguyễn hiền mời ông ra giúp nước về đến triều đình sứ thần nhà nguyên đô sử vẫn còn ở lại đây thấy vị trạng nguyên đại việt còn ít tuổi tỏ rõ sự coi thường hắn ta ra với đố lưỡng nhật bình đầu nhật tứ sơn điên đảo sơn nhị vương tranh nhất quốc tứ khẩu tung hoành gian nghĩa là hai mặt trời bằng đầu bốn trái núi điên đảo, hai vua tranh nhau một nước, bốn miệng ở trong khoảng dọc ngang. Hiền đứng mà trả lời ngay rằng đó là chữ điền vậy. Trạng giải thích, câu thứ nhất có ý nói hai chữ nhật xếp ngang hàng nhau. Câu thứ hai nghĩa là bốn chữ sơn xoay ngược xuôi. Câu thứ ba nói về hai chữ vương xếp chồng lên nhau. Câu thứ tư là bốn chữ khẩu xếp ngang dọc cạnh nhau. Tóm lại, tất cả bài thơ chỉ nói đến chữ điền có nghĩa là ruộng đất. Sứ Bắc thán phục, hiền liền được vua trao cho chức công bộ thượng thư. Và ít lâu sau, triều đình phương Bắc lại gửi thông điệp với hai chữ thanh thủy. Vua chưa hiểu thông điệp muốn nói gì. Hiền liền giải thích ngay, tháng 12 xuất quân. Thời bấy giờ Bắc Triều muốn cầu viện biên giới, lợi dụng các hào trưởng địa phương để dễ bè đối phó với vua tôi nhà Trần. Nghe vậy, vua Trần Thái Tông bèn cử binh hùng, tướng giỏi, dẹp bè lũ tay sai, vào tháng 12, giặc Nguyên lui vì kế hoạch không thành. Những năm tháng làm quan trong triều, Nguyễn Hiền có nhiều kế sách hay để phò vua giúp nước. Năm ất hợi, nước ta lại bị giặc chiêm thành xâm lược. Nhà vua rất lo, bèn giao cho trạng nguyên Nguyễn Hiền đánh giặc giữ nước. Chỉ ít lâu sau, quân giặc thất bại, trạng Hiền thu quân về Vũ Minh Sơn mở tiệc khao quân và tâu lên vua. Nhà vua vô cùng vui mừng và phong cho ông trạng chức đệ nhất hiển quý quan. Về nông nghiệp, ông cho đắp đê quay vạc sung hồng, phát triển sản xuất mùa màng thắng lợi. Về quân sự, ông cho mở mang võ đường để rèn luyện quân sĩ. Ngày 14 tháng 8 năm 1256, trạng nguyên Nguyễn Hiền lâm mệnh nặng và qua đời, hưởng dương 21 tuổi. Nhà vua tiếc thương, truy phong ông là đại vương thành hoàng và tôn làm thần ở 32 nơi, trong đó có đình Lại Đà ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Hiện nay, tại đền thờ Trạng Nguyên Nguyễn Hiền ở quê Hương Ông, thôn Dương A, Nam Thắng, Nam Trực, Nam Định, còn giữ được nhiều bài vị, sắc phong, câu đối, đại tự, đặc biệt bảo tồn được cuốn Ngọc Phả nói về sự nghiệp của ông, trong đó có câu ca ngợi tài năng của Nguyễn Hiền như sau. Nhập thị tuế khôi khai lưỡng quốc, vạn niên thiên tuế lập tam tài. Dịch là 12 tuổi khai khoa hai nước, nghìn năm ghi mãi chữ tam tài. Yêu mến và cảm phục tài năng của ông, huyện Thượng Hiền đổi tên thành huyện Thượng Nguyên để tránh phạm húy tên ông.